đã phán ra phân rẽ tình ta, dù mình có tha thiết yêu nhau nhưng làm sao tiếp kề cận mãi bên chàng. Tôi nhẹ từ đây đành tiêu tan mộng đẹp buổi ban đầu. Ê, có ai ngoài sao vậy trời? Em và chị. Không sao vậy, chị đang quay mà. Ủa, chị quay làm gì chị? Trời ơi, chị quay cái video clip này để chị gửi cho cái chương trình Tần Số Tình Yêu. Quay tiếp đi cho các em dính vô trọng mà mắc vậy, chị gửi cho chương trình Tần Số Tình Yêu. Chị thấy chương trình này hay quá à. Mà chị thích nữa, bị gì nói tới tình yêu mà chị đã từng trải qua rồi. Bây giờ các anh mà ngồi sau rồi cái bức màn đó đó, là chị muốn ngồi đây để chị tư vấn về tình yêu đó mà. Chị ngồi đó, xong rồi chị lựa chọn bốn chàng trai. Nếu bốn chàng trai không chọn hai cô gái đó thì chọn chị. Chị Giang, khi này chị muốn chia sẻ một cái chuyện tình cảm, một cái chuyện nội tâm để người ta thông cảm với mình á. Người ta mời mình á, chị bắt cái tông thấp xuống nha. Chị đừng có bắt cái tông cho nó o rồi chị nói đâu, bắt tông thấp coi. 2, 3. Tông thấp chị nói không được, tông thấp chị nói không được, tông thấp chị nói không được. Trời ơi, cái ghê quá hả? Cái ghê quá, tông gì kỳ vậy? Chị quen rồi. Chị hát thử một cái tông thấp thì thấp cho em coi. Tông lòn làm sao mà hát được? Tông lòn như cô Mỹ Châu coi. Tông lòn coi. Kim Lan ơi rồi đây tiếp xếp giờ bị kỳ lắm. Ừ, có kỳ lắm. Hai MC, trời ơi, hai MC thần thánh trong chương trình Tần Số Tình Yêu. Hai đứa này thì dễ thương duyên dáng lắm. Giới thiệu chương trình cho chị Giang, chứ vô chỉ ngồi cái ghế mà chỉ được chọn bốn chàng trai đó Will. Có nghĩa là cho chị Giang vô ngồi đó để chọn bốn chàng trai trên cái khung này đúng không? Đúng chị? Rồi, đúng rồi. Thôi được á chị. Không. Được. Bây giờ chị về chỗ đi, em sẽ giới thiệu ngay cho chị hai chàng trai. Hai chị em mình mỗi người một ghế cố vấn trước đi, nếu được là mình có hai chàng trai. Mình có hai số ca luôn. Chị Giang. Dạ, dạ, hai chị về chỗ. Trời ơi. Giang ra. Trời ơi Giang. Nếu em đi kiếm tình yêu thì con còn không thích hợp nữa. Chỉ có anh này và anh mới thích hợp kiếm cặp đôi. Trời ơi, ca cái gì vậy trời. Và dạ, đây là hai chàng soái ca của chị Hương và chị Giang ngày hôm nay. Và em sẽ ghép đôi cho chị Việt Hương và anh Tiết Cương, chị Lê Giang và anh Vũ Hà. Và bây giờ chào mừng các bạn đã đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:40 tới thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Truyền thông Bi. Và đến với chương trình Tần Số Tình Yêu, các bạn sẽ tìm được một nửa có cùng tần số còn lại của mình. Và ngày hôm nay hai người chơi của chúng ta đó chính là hai anh chàng rất điển trai. Xin mời người chơi ngày hôm nay ạ. Xin mời. Các bạn có thể tự giới thiệu cho mình. Ủa, ban giám khảo chào tất cả mọi người ở đây. Chị không phải ban giám khảo đâu, tụi chị là bên đây em đó. Ban cố vấn. Bên đàn trai đó, hiểu không? Người nhà của mình đó. Nhà của hai em đó. Chào đàn trai đàn gái hai họ hai bên. Đó. Vô cứ nhớ mời nha. Em tên là Chí Thành, em là người yêu võ thuật, thích bầu tím và hay là sạp dưới mưa. Chàng trai đến từ thành phố biển Nha Trang với mơ ước về một tương lai tươi sáng ở thành phố sầm uất Sài Thành. Cuộc đời anh không có gì quan trọng. Đối với anh, quan trọng nhất chính là nụ cười của người anh yêu. Em có thể vì điều đó mà ở bên cạnh nắm tay anh, cùng anh xây dựng mái ấm của chúng ta không? Thôi võ thuật mà thích màu tím. Võ thuật đó thích màu tím. Ê, em thấy anh quen lắm á. Hình như anh trong nhóm Cascader gì đúng không? Đúng rồi. Hèn vậy hả? Năm nay nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ, em thì mới có khoảng 24 tuổi thôi. 24 tuổi, dạ. Còn bạn xin hãy tự giới thiệu về mình. Chào hai họ hai bên. Xin chào tất cả các quý vị khán giả. Chào hai MC. Em tên là Quốc Huy, năm nay em 28 tuổi. Em làm nhạc sĩ. Chàng trai với nụ cười duyên dáng, gương mặt góc cạnh nhưng lại ưa nhìn. Chàng trai đã dành thanh xuân cho niềm đam mê âm nhạc của mình. Một tâm hồn bay bổng cuốn theo những điệu nhạc. Em có muốn trở thành bản tình ca dành riêng cho anh không? Người xung quanh thì đánh giá là Huy là một người khó tính, còn theo Huy nghĩ thì Huy chỉ kỹ tính thôi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng hai chàng trai đẹp trai và tài năng này để tìm một nửa có cùng tần số với mình. Xin mời hai bạn.
Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đầu tiên của chương trình được mang tên Ấn tượng ban đầu. Và đến vòng đầu tiên này thì tất cả chúng ta sẽ thấy được hình dáng cũng như là giọng nói của bốn cô gái ngày hôm nay. Xin mời bốn cô gái. Đẹp quá. Bạn số 3 bỏ tay xuống đỡ mỏi đấy ơi. Dáng thì ai cũng đẹp rồi đó. Bây giờ mình sẽ nghe được giọng nói của các bạn. Xin mời bạn số 1. Chào mọi người, em xin giới thiệu tên em là Ngọc Nga. Hôm nay em 23 tuổi ạ. Em rất vui khi được tham gia chương trình Tần số tình yêu. Quan niệm trong tình yêu của em là hạnh phúc không phải là điểm đến mà nó là cả một hành trình đi tìm ạ. Kìa, bây giờ còn bạn số 2 ạ. Dạ, xin chào, em tên là Lê Thị Ngọc Yến ạ. Em rất vui việc đến chương trình Tần số tình yêu và trong ngôn sống của em là sống để yêu và yêu hết mình ạ. Em làm nghề gì em? Dạ, em kinh doanh tự do ạ. Nó liên quan tới thú cưng ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ mời bạn số 3. Lần đầu tiên em xin chào ban cố vấn, hai anh chị MC và hai chàng rể tương lai của mẹ em ạ. Hai chàng rể tương lai của mẹ em ạ. Hai chàng rể tương lai của mẹ em ạ. Thích rồi nha. Đó, như vậy á, mời ông vui thích. Dạ, em tên là Phí Thị Thu Hòa, năm nay em 23 tuổi. Bé ơi, bé số 3 đang duyên dáng làm nghề gì? Dạ, hiện tại thì em đang làm đại lý bảo hiểm y tế tự nguyện ạ. Em dạ. Là con thứ mấy trong gia đình? Dạ em là con út ạ. Bảo hiểm y tế thì... Em có làm người mẫu ảnh không? Dạ em không ạ. Ngoài công việc bán bảo hiểm ra thì em làm dancer tự do ạ. Dancer. Wow. Hèn chi. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Quỳnh Nga. Em sinh năm 96. Em đang là sinh viên ạ. Sinh viên ngành gì, học ở đâu? Dạ hiện tại thì em đang học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nhưng mà em là giọng nói em giống như người miền Trung đúng không? Thiệt ra thì giọng em là gốc miền Bắc nhưng mà vô miền Nam cái vị lai miền Trung ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ xem bốn chiếc ốp lưng của bốn bạn nữ nhé. Xin mời bốn chiếc ốp lưng ạ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Phụ nữ mà sao nó nam tính? Ca ơi, nam tính hơn cái trường hợp mấy bữa trước mình quay là có bạn để hình mấy con quạt hình nữa ha. Dạ đúng rồi đó chị. Bạn quá nam tính. Bạn số 1 là hình như giống như con mèo vậy đó. Đó là hoa văn. Cái gì vậy? Cung hoàng đạo. Cung hoàng đạo. Cung hoàng đạo. Em ơi, em số 1 ơi, có thể cho biết là cái ốp lưng của em là cái gì vậy? Ốp lưng của em thì rất là yêu thích màu đen nên mà em chọn những tông màu tối. Thì ốp lưng của em là một trái tim. Bây giờ còn bạn số 2 thì từ đầu chương trình đến giờ là đa số các bạn nào mà kinh doanh buôn bán tự do đều rất thích để tiền. Để tiền. Để tiền. Tiền hơn hay sao em? Tờ 2 đô nữa kìa. Dạ đúng rồi, 2 đô ạ. Bạn số 3. Cái ốp lưng á, nó hơi cá tính ha. Cái màu xanh cá tính. Dạ, ở đó là hình của một con bulldog á chị. Thôi bạn số 3 nói là cái hình đó là biểu tượng gì ạ? Dạ đúng rồi, hình con chó ạ. Bạn số 3 hình như là bạn thích màu xanh đó đúng không? Dạ đúng rồi chị, màu xanh hy vọng ạ. Với lại em cũng rất là thích động vật. Với lại tình cờ em thấy cái ốp này đẹp nên em mua thôi. Xong rồi nó cũng không có ý nghĩa gì nhiều ạ. Cái mẫu người lý tưởng của em á thì em chỉ cần 3 yếu tố đơn giản thôi ạ. Cái thứ nhất á là phải hiểu em, cái thứ hai là cần em, cái thứ ba là vì em. Đơn giản vậy thôi anh. Bây giờ tới bạn số 4 thì đơn giản lắm. Ốp lưng rất là đơn giản. Ốp lưng này hơi đơn giản và cá tính đen. Mạnh á. Màu đen. Màu đen, ốp lưng đơn giản. Hợp với anh khác cái đơn à. Tại cách đơn giản. Em ơi, em số 4 ơi, giải thích cho mọi người biết là tại sao em để cái ốp lưng nó không có cái gì hết trơn á. Thường anh nghĩ là con gái á sẽ có một cái bông hoa hay là một cái cái biểu tượng gì đó, còn riêng em không có gì hết. Dạ. Thiệt ra thì cái ốp lưng này em xài rất lâu rồi. Ở đằng sau cái ốp lưng là hình con gấu mà nó bị xúc mất tiêu rồi. Cái gì? Con gấu ở phía sau bị xúc hình con gấu xúc rồi. Tới giờ em đơn giản, có nghĩa có hình con gấu ốp lên. Và hy vọng là anh nào có muốn làm gấu thì làm ơn về đeo lên cái điện thoại của cổ dòm. Chị ạ, sau khi mà xem thấy được hình dáng nè, nghe được giọng nói nè và thấy được bốn chiếc ốp lưng của các bạn thì hai anh cảm thấy ấn tượng với bạn nào nhất? Anh Thành đi. Mình ấn tượng đi rồi mình cứ muốn hỏi. Dạ, em muốn hỏi là bạn số 3 là quê ở đâu vậy? Dạ, em quê ở Thái Bình. Thái Bình. Thái Bình, họ Phí. Nó nghe nè, nữa là làm rể là về Thái Bình á. Phí Thị Thu Hòa. Em họ Phạm. Họ Phạm hả? Phạm, Phí hai chồng, Phạm. Hai chồng lấy nhau là giàu luôn. Không giàu bao giờ lắm, Phí Phạm. Phạm. Phí Phạm. Lấy nhau Phí Phạm. Không bao giờ Phí Phạm. Đám cưới bạn vô đừng có bạn ra. Để đứa con ra
là đặt tên không nha. Không vi phạm đó. Rồi đặt em ơi, không đó sao chữ vi phạm. Em ơi em còn không thôi á. Em còn không thôi, hai chồng lấy nhau về mà chưa đẻ con á, nuôi con chó phong thủy đặt tên no là không, không vi phạm, hiểu không? Phong thủy liền chứ để vợ chồng vi phạm đâu được em, nghe không? Ừ. Ấn tượng bạn số 3 đúng không, muốn hỏi gì nữa không? Thì em thấy ấn tượng bạn số 3 là gì? Thấy giọng bạn rất ấm áp. Còn gì? Mình muốn hỏi bạn số 2. Ấn tượng bạn số 2. Tại vì bạn là người chia sẻ ít thông tin nhất. Và mình ấn tượng với cái ấp lưng của bạn. Không phải vì tờ 2 đô mà không vì 2 đô cái... nói đại đi nhạc sĩ ơi. Mà vì cái bên ngoài của tờ 2 đô đó thực sự ra để nếu như mà một người nào là làm kinh doanh á, thì họ muốn một cái gì đó thật là tiết kiệm, đẹp đẽ, một cái bề ngoài để bắt mắt nhất. Mà mình thấy bạn cái ốp lưng phía bên ngoài của bạn nó khá là cũ. Dạ đúng rồi. Nên là mình chỉ nghĩ bạn là một người không quan tâm lắm về việc là mình sẽ có thay đổi bất kỳ cái chuyện gì ở trong những cái thứ xung quanh mình không? Dạ đúng rồi ạ. Em là một người mà một khi đã thích rồi không bao giờ bỏ được. Sau khi được xem ốp lưng xong, chúng ta sẽ được xem màn hình khóa của bốn bạn nữ. Xin mời màn hình khóa Cái bạn đầu tiên, cái màn hình nền nó y như cái ốp lưng, nó cũng kiểu đen đen xong rồi có một tí hoa văn. Cái này là đường phố về đêm. Cái bạn á, số 1 để cái hình ảnh ban đêm mà có đèn vậy, ý nghĩa là bạn nói là đường phố muôn màu sao thiếu anh. Hát nữa cho coi. Đường phố muôn màu sao thiếu anh. Đó. Em ơi, đúng không bạn? Có phải như Tiết Cương nói không? Đường phố muôn màu nhưng mà thiếu anh. Em thì không nghĩ là cần phải có anh nào cũng... Em chỉ cần là có đủ ước mơ, niềm tin để sống là được à. Không, ý bạn nó nói có cũng được mà không có cũng không sao, chứ không phải dạ, là đúng phải rồi. Sống chết vì cái điều đó. Cần nhất là một người trao cho mình một niềm tin trong cuộc sống đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì cái ảnh đại diện, cái ảnh hình nền đó nó có ý nghĩa gì không em? Em thì rất là nhìn khung cảnh về đêm. Dạ, và em thì thích sự yên tĩnh ạ. Số 3. Em vẽ chữ gì vậy? Bé heo hả? Bé hoài. Hoa. Cái đó mình vẽ ở biển nào vậy em? Dạ, đợt đó em đi Vũng Tàu với lớp ạ. Đi Vũng Tàu với lớp. Tấm hình này em chụp cũng mấy năm rồi đó anh. Mấy năm rồi sao em không đổi hình em? Dạ, tại em thích chị. Em thích cái thời là em là bé Hòa hả? Dạ đúng rồi, em đang níu kéo tuổi thanh xuân chị Hương. Đẹp á em. Cái tướng nhỏ nhỏ con này dễ thương nè. Trắng trắng tròn tròn người nè. Dancer. Dáng đẹp. Dáng đẹp. Em ơi, em thích lấy chồng là người miền Nam không? Dạ, em thích ạ. Ấy chưa. Tại vì thật ra là em gốc ở Bắc nhưng mà em chưa được về quê lần nào hết. Tại ba mẹ em lấy nhau ở trong đây, xong rồi sanh mấy chị em trong đây luôn. Nên là cái bạn trai của em vùng miền nào em cũng theo. Không có, dạ đúng rồi chị, cũng theo hết, không có khó khăn gì hết ạ. Thành, em quê đâu? Em ở Nha Trang. Em Nha Trang nhưng mà em sinh sống trong đây hay sao? Vào đây được 10 năm rồi. 10 năm, gia đình em trong đây hay làm dâu ở Nha Trang? Anh ơi kìa. Anh ơi, anh đang ở đâu ạ? Anh đang ở Sài Gòn. Dạ, nhà anh Sơn ở, không ở, anh chuyển hộ khẩu vào tim em ạ. Bánh còn cái gì để mà nói nữa, tôi dạ, hạ tính luôn về. Dạ chứ nói về, giờ về. Thành đôi luôn rồi. Anh hỏi em là em có thích biển không? Dạ em thích ạ. Bắt đầu sến, bắt đầu sến nào. Về của anh thì em được tắm biển mỗi ngày. Trời ơi. Đúng rồi. Quê người ta Nha Trang mà. Buổi sáng là nó cổng ra biển tắm. Nó vẽ chữ bé theo xong nó cổng về. Bé Hòa. Bé Hòa. Bé Hòa xong cổng về, tướng không? Bạn số 4 ạ. Hai bạn nam thấy màn hình của bạn số 4 sao? Đặc biệt nhất dịu dàng đây tính. Là một người con gái nha, rất là phụ nữ tính, tại vì họ thích người khác dòm và ngắm ở phía sau lưng, thích có một vòng tay ôm thì sau lưng. Các bạn bạn Duy, bạn nhạc sĩ hỏi em là em thích chụp hình lắm phải không? Dạ đúng rồi ạ. Đúng rồi đó Duy. Duy biết chụp hình không?
ngoài ngày sáng tác anh đi em rất là thích đi chụp hình cho người ta. Duy ơi, bây giờ bên kia là người ta có thế mạnh là ta võ thuật, cho nên là ta biểu diễn bài lãng gái khoái thể thao mà. Mình hát bài đẩy bài nào em sáng tác cho người ta nể nể cái coi. Rồi hát câu thả tính nè. Thả tính đi, cái bài hát gì đâu mới đó. Thật sự là không phải nhạc sĩ nào hát cũng hay, nên là nếu như mà không hay thì mọi người bỏ qua cho. Yên tâm, dầu gì cũng sẽ hay hơn em. Vì đến với chương trình này không phải là chỉ hát cho bốn bạn nữ ở đây nghe, nên là mình sẽ hát một bài mà cũng mới vừa phát hành, ca sĩ mới vừa phát hành ở đây thôi, là bài Người Yêu Tôi Nơi Đâu. Đúng như kiểu là mình sẽ phải đi tìm một cái người nào đó hợp với mình. Người yêu tôi nơi đâu sao hoài không thấy đâu. Tôi chờ mong người đã từ rất lâu. Người yêu tôi nơi đâu sao hoài chẳng thấy đâu. Tôi phải mong chờ em tới bao lâu. Và bây giờ thì hai anh đã xem được hình dáng, nghe giọng nói, xem được màn hình khóa thì hai anh sẽ đưa ra quyết định của mình. Mình ấn tượng với bạn nào và sẽ giữ bạn đó đi vào vòng trong tiếp tục với mình. Và trước khi đến với phần lựa chọn của hai đại nam chúng ta, xin mời quý vị khán giả hẹn gặp lại trong ít phút. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tần Số Tình Yêu. Và bây giờ là sự lựa chọn của hai bạn nam chúng ta ngày hôm nay. Xin mời Huy lựa chọn. Bình chọn không gọi là lựa chọn, nhưng mà mình sẽ ấn tượng với bạn ấn nào muốn giữ bạn số 1. Bạn số 1. Trời ơi, lý do vì sao? Lý do vì cái màn hình khóa của bạn làm cho mình rất ấn tượng. Đúng rồi, tôi nghĩ là nhạc sĩ sẽ thấy mình sẽ khám phá sau, tại vì mình muốn khám phá trực tiếp. Nhạc sĩ lạ lạ. Nói nó thêm cái gì nó mơ hồ, nó lãng mạn, nó mơ mộng một xíu nè. Các ca đơn ta chọn nè. Anh Thành thì anh sẽ ấn tượng với bạn nào và muốn giữ bạn nào lại để đi tiếp vòng 2 với mình? Ấn tượng chắc em xin chọn số 3. Đúng, số 3 rất hợp. Số 3 nãy giờ số 3 đó cũng chọn, cũng thích em lắm, thả thính nhiều lắm, thả thính như dọn hộ khẩu vào trái tim này nọ. Em cũng đang đớp thính nhiều lắm. Đớp thính luôn. Là tại người ta thả thính mình đớp đúng không? Hay là có ấn tượng gì khác không? Em không ấn tượng vì bị được thả thính hay sao? Không, em thấy bạn nó thích biển, có nhiều điểm chung tương đồng. Ban cố vấn mình sẽ được giữ lại một ha. Nhờ như cái này nữ cho nên là tôi sẽ hỏi đàn ông trước. Anh Vũ Hà, anh muốn giữ số mấy lại ạ? Anh giữ số 2. Tôi hả, tính tôi là có lập trường lắm á. Hương chọn ai là tôi chọn người đó. Thử làm Tuyết Cương giữ chị Hương lại. Vậy thì nghe theo quyết định của chị Hương. Chị Hương muốn em quyết định hả chị An ha? Ha. Em nghĩ là em muốn một cái cơ hội cho bé cùng nghề với mình. Đó là bạn số 4. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ bạn số 2 để xem bạn ấy là ai và như thế nào nhé. Xin mời bạn. Cô gái yêu thích kinh doanh lại yêu thương động vật, sở hữu nụ cười duyên dáng. Phương châm trong tình yêu là sống hết mình và yêu cũng hết mình. Dạ xin chào anh. Không phải là không chọn bạn, mà vì mình có cảm tình với bạn kia hơn. Xin lỗi bạn rất nhiều. Trời ơi, Thành thả quá trời thả luôn rồi. Thế ông này, anh là người hỏi em cái câu nãy. Dạ. Nhưng mà anh rất là cảm ơn em vì buổi gặp mặt hôm nay. Dạ cảm ơn anh. Em muốn hỏi bạn một chút xíu là em muốn không biết là bạn đã từng trải qua bao nhiêu mối tình rồi tới thời điểm hiện tại bây giờ? Một thôi à. Một. Và dạ. Mối tình đó kéo dài được bao lâu à? Cũng được 2 năm mấy à. Và lý do tại sao mình lại chia tay? Mà muốn làm đám cưới em không đồng ý cái họ bỏ em mà. À có nghĩa là không, mình cảm giác là chưa lo được cho tương lai của mình mà lại tiến đến hôn nhân. Tại họ còn đang thất nghiệp á. Xin cảm ơn em rất là nhiều và hy vọng là sau chương trình này em sẽ tìm được một nửa của mình nha. Xin cảm ơn em rất nhiều. Dạ cảm ơn mọi người ạ.
tất cả sẽ có trong Tần Số Tình Yêu, phát sóng vào lúc 21:40 thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ 29 tháng 6 trên kênh HTV7.